sao bạn hôm nay ra dụng nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc bản đồ hệ mặt trời bằng gỗ. Đây là chiếc bản đồ hệ mặt trời được đóng khung gỗ và có các cái biểu tượng hành tinh cũng bằng gỗ dính lên trên cái không gian này bằng nam châm. Kích cỡ của cái khổ bản đồ này là kích cỡ A3 và phía sau này chúng ta sẽ xem được cái thông tin của sản phẩm. Đây, nó là mã sản phẩm bản đồ hệ tranh ghép mặt trời H01 có giá bán là 475.000, tuy nhiên các bạn có thể mua giá tốt hơn tại Gia Dụng Nhà Việt. Đi kèm chúng ta sẽ có một quyển sách để khám phá không gian của hệ mặt trời cùng các hành tinh. Cái bản đồ này có kích cỡ A3, tức là chiều dài là 420mm và chiều rộng là 297mm. Khung bằng gỗ rất là chắc chắn và trên này thiết kế hai cái lỗ này để các bạn treo lên trên được, treo tường nhé. Đây là quyển sách tài liệu về hệ mặt trời đi kèm. Chiếc bản đồ này thể hiện các cái hành tinh xung quanh mặt trời. Chúng ta thấy có mặt trời ở trung tâm này, sau đó là sao Thủy, sao Kim, trái đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương và xa nhất là sao Diêm Vương. Kèm theo đó là các cái vệ tinh này, các cái tàu vũ trụ và phi hành gia. Điều đặc biệt của chiếc bản đồ này là các cái hành tinh này các bạn có thể tháo ra lắp ghép lại được. Nó sẽ dính trở lại cái bản đồ bằng nam châm ở phía dưới đây. Và đây cũng sẽ đánh dấu các hành tinh với đúng kích thước. Nhờ cái thiết kế này các bạn có thể tạo ra cái trò chơi dành cho các bé được, ví dụ là trò chơi xếp hành tinh này hay đoán sao chẳng hạn. Tất cả thành phần này đều dính trên bản đồ bằng nam châm nên là khi chúng ta treo lên nó sẽ không bị rụng xuống như thế này. Chất liệu thì được làm bằng khung gỗ, cái chi tiết này thì bằng giấy ép rất là cứng cáp và in đẹp. Đây là hệ mặt trời, chúng ta sẽ xem sách này nói về cái gì. Bunku, đây là giới thiệu về các hành tinh bằng tiếng Anh nhé. Chúng ta sẽ có mặt trời này, giờ mặt trời nhất chúng ta sẽ có sao Thủy, sau đó đến là sao Kim, tiếp theo đó là trái đất, quay quanh trái đất là mặt trăng này. Xa hơn trái đất thì đó là sao Hỏa, tiếp theo đó là sao Mộc rất là to, và chúng ta sẽ sang trang tiếp theo đó là sao Thổ. Sao Thổ thì có cái vành khăn rất là nổi bật. Đây là sao Thiên Vương, sao Hải Vương và đây là sao Diêm Vương. Đây là các cái thông tin về tàu vũ trụ khám phá không gian và khoảng cách giữa các ngôi sao với mặt trời. Đây là các nhà thám hiểm không gian. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc bản đồ hệ mặt trời bằng gỗ của Bunku, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.